giống như hai mùa giải trước đó, danh hiệu siêu cúp của bóng đá Tây Ban Nha mùa này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa bốn cái tên, bao gồm hai đội vào chung kết cúp nhà vua và hai đội bóng có thứ hạng cao nhất tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha ở mùa giải 2020-2021. Theo như quy định, hai đội bóng á quân của hai giải đấu này sẽ chạm trán với nhau trong trận bán kết đầu tiên. Cụ thể với tư cách là á quân tại cúp nhà vua Tây Ban Nha, Barcelona sẽ góp mặt ở trận đấu này và đối thủ của họ chính là đội bóng đã kết thúc ở vị trí thứ hai tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Madrid. Ngoài nhiệm vụ cạnh tranh cho tấm vé vào chung kết với đặc điểm là trận siêu kinh điển, của đội sức này cũng đang hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn. Ở hiện tại, Real dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhiều do vẫn đang duy trì được sự ổn định về mặt nhân sự trong bối cảnh phải đối mặt với lịch thi đấu dày cũng ảnh hưởng từ đợt lây nhiễm Covid-19 mới trên toàn châu Âu. Bên cạnh đó, phong độ thi đấu của thầy trò huấn viên Carlo Ancelotti ở hiện tại cũng được xem là tích cực khi đã thắng 3 qua 4 trận gần đây. Trong khi ở phía đối diện, mặc dù tình hình nhân sự đã được giải quyết phần nào sau cơn bão chấn thương và dương tính với Covid-19 vừa rồi, cùng với đó là sự ra mắt của bản hợp đồng mới là Ferran Torres. Thế nhưng vẫn là rất khó để trông đợi cho Barcelona trong bối cảnh như hiện tại Bên cạnh đó dù phong độ có sự khởi sắc thời gian gần đây Thế nhưng sự ổn định rõ ràng là chưa có với đội bóng này Bằng chứng chính là ở 4 trận vừa rồi họ cũng chỉ có 2 chiến thắng Hơn nữa những chiến thắng có được đều hết sức chật vật Chính vì vậy mà hy vọng dành cho đại diện xứ Catalan ở trận đấu tới đây là gần như không có trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái Sebrian ở kéo chấp 1 phần 2 cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai độ ở hiện tại. Cần biết rằng lần cuối cùng mà Real Madrid chấp mức tương tự cho Barcelona đã cách đây 5 năm, còn từ đó đến nay sau 14 trận họ cũng chỉ chấp cao lắm đến 1 phần 4, nhưng cũng phải trong điều kiện sân nhà chứ không phải sân trung gian trận sất Ả Rập Saudi như tới đây. Vậy nên lại càng có lý do để đặt niềm tin cho lớp Blancos ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, mặc dù mang tính chất của trận siêu kinh điển nơi thường diễn ra căng thẳng với ít các pha lập công, thế nhưng trên thị trường nhà cái vẫn đưa ra mức tài xỉu lên tới 3 hòa, mức cho thấy đánh giá ngược lại. Vì thế nên chưa biết chừng vẫn có kịch bản tương mừng bàn thắng xuất hiện ở cuộc đụng độ này. Trong khi đó tại Italia, trận siêu cúp của mùa giải 2021-2022 cũng sẽ diễn ra chỉ khác là chỉ có một trận đấu duy nhất để tìm ra chủ nhân của danh hiệu này. Ở mùa giải năm nay, hai cái tên góp mặt ở trận siêu cúp Italia là Inter Milan với tư cách đương kim vô địch Serie trong khi cái tên còn lại lại là Juventus với tư cách là đương kim vô địch quốc quốc gia Italia. Với những gì mà cả hai đã thể hiện cho đến lúc này của mùa giải có thể thấy Inter Milan đang là đội bóng tạo được sự kỳ vọng lớn hơn ở trận đấu tới. Bằng chứng là họ đang vững vàng trên ngôi đầu của Serie A với 49 điểm sau 20 trận, trong khi Juventus đã chơi tới 21 trận mà mới chỉ có được 38 điểm và đứng tận vị trí thứ 5. Trước trận siêu cúp sắp tới, cả hai đều đã trải qua những kết quả đầy tích cực. Cụ thể với Inter Milan là toàn thắng cả 4 trận liên tiếp, còn Juventus cũng thắng tới 3 và chỉ hòa 1 sau 4 trận. Điều này khiến cho việc xác định cái tên chiếm ưu thế lớn hơn về phong độ trở nên khó khăn. Tuy nhiên cũng không đến mức quá nan giải bởi còn một yếu tố đáng chú ý nữa đó là sân bãi. Nên biết rằng trận siêu cúp Italia tới đây sẽ diễn ra tại Giuseppe Meazza, sân nhà của Inter Milan, tại địa chỉ mà đội bóng áo xanh đen đã toàn thắng cả 7 trận gần đây, rõ ràng là có lý do để hy vọng vào những điều tích cực cho họ ở trận đấu tới. Bất chấp việc phía bên kia chiến tuyến Juventus cũng đã chơi khá tốt trên sân khách thời gian vừa rồi hơn hết là trên sàn giao dịch châu Á việc nhà cái xếp cao chấp lên tới 3/4 càng củng cố thêm niềm tin cho Nezahuri ở trận đấu tới nên biết rằng đã hơn một thập kỷ qua. Inter Milan mới được chấp sâu như vậy khi tiếp đón Juventus. Thậm chí trước đó số lần họ chấp tới mức này khi tiếp đón vị khách đến từ Piedmont cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với diễn biến như vậy rõ ràng đội chủ sân Giuseppe Meazza xứng đáng là cái tên để hy vọng ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng tính chất quan trọng của trận đấu cũng như sự căng thẳng vốn có đang khiến cho cuộc đọ sức không được đánh giá cao cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng. Tuy vậy thì trên thị trường mức kèo 2 1 phần 2 mà nhà cái đưa ra được đánh giá là không đến nỗi quá thấp, chưa cả điểm ăn còn giữ khá đẹp cho cửa tài. Vì vậy mà vẫn có hy vọng cho mốc trên của trận đấu. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn truy cập aegon1.net